Thưa quý vị, hưởng ứng phong trào thi đua chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc các cấp nhiệm kỳ 2024-2029, thời gian qua, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã đẩy mạnh phong trào thi đua thông qua nhiều công trình phần việc thiết thực, hiệu quả. Đến nay đã có 680 công trình phần việc với tổng giá trị hơn 321 tỷ đồng đã hoàn thành. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc chi nhánh tỉnh tổ chức đoàn đi kiểm tra thực tế một số công trình phần việc tại các địa phương trong tỉnh. Khu đất này trước đây là nơi tập kết rác tự phát của người dân. Sau khi Mặt trận Tổ quốc phường Rạch Dừa, thành phố Vũng Tàu phát động vào năm 2022, người dân tự nguyện đóng góp 100 triệu đồng và ngày công tham gia cải tạo khu đất. Thành phố Vũng Tàu cũng hỗ trợ lắp đặt 15 bộ dụng cụ thể dục thể thao ngoài trời, giúp người dân có thêm không gian vui chơi và luyện tập thể dục thể thao. Người ta thấy được cái lợi ích là những cái công trình này bản thân người dân là người ta rất là mong muốn. Tại vì những cái sân chơi như thế này giữa lòng thành phố thì không có nhiều. Đó, thì họ rất là phấn khởi. Trong số hàng trăm công trình phần việc chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc các cấp, phần lớn hướng đến công tác an sinh xã hội cho người dân. Cuối năm 2023, chị Hạnh được Mặt trận Tổ quốc phường Tân Phước vận động nhà hảo tâm hỗ trợ 200 triệu đồng xây dựng căn nhà đại đoàn kết. Nhờ sự hỗ trợ này, hiện gia đình chị Hạnh đã an cư để nỗ lực hơn trong hành trình lập nghiệp. Có nhà để cho mẹ con ở, rất là cảm ơn. Có nhà rồi, tôi cảm thấy vui và yên tâm làm ăn và chăm sóc lo cho ba đứa con. Hơn 2 năm phát động, 13 công trình phần việc với kinh phí hơn 500 triệu đồng đã được thị trấn Long Hải, huyện Long Điền triển khai và ở hầu hết các lĩnh vực. Mỗi các cái ban ngành đoàn thể của xã, của thị trấn và các khu phố đều có sự tham gia đóng góp. Chẳng những đóng góp về tiền và công sức, người dân cũng tự bỏ công ra để mà người ta đến, để người ta cải tạo các cái khu vực đất trống. Hoặc là lắp ráp mua các thiết bị gắn đèn chiếu sáng, camera an ninh. Và bản thân tôi cũng tối là lên đây để phụ tưới nước, chăm sóc cây cảnh ở đây để là cái chỗ vui chơi giải trí và có cái chỗ để cái trong cái lúc lao động mệt mỏi. Chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc các cấp nhiệm kỳ 2024-2029, tiến tới Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã đăng ký thực hiện 933 công trình phần việc với tổng kinh phí hơn 444 tỷ đồng. Đến nay, Mặt trận Tổ quốc các cấp và các tổ chức thành viên đã hoàn thành 65% công trình phần việc đã đăng ký với tổng giá trị hơn 321 tỷ đồng. Ngoài ra, trong quá trình thực hiện, đã có 68 công trình phần việc mới phát sinh và đã hoàn thành trị giá hơn 2 tỷ đồng. Qua đi kiểm tra và báo cáo thực tế, thì các công trình đăng ký thì đã thực hiện, đảm bảo tiến độ. Có những công trình thì làm sớm hơn rất là nhiều so với lại cái thời gian đăng ký, và chất lượng cũng như là cái quy mô của công trình đó, mặc dù nhỏ hay lớn đó, thì cái giá trị nó có tăng hơn so với lại cái mức đăng ký ban đầu. Rồi cái việc phát động này thì được sự hưởng ứng của nhân dân, của cộng đồng dân cư đó, thì nó rất là đa dạng.